Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, các bạn đã bao giờ phải đối mặt với cái câu hỏi là bạn yêu ai nhất chưa? Đây là một câu hỏi mà mình nghĩ rằng trong cuộc đời của các bạn ít nhiều nhiều sẽ có một vài lần nó xảy ra trong cuộc sống của các bạn. Có thể là trong tình yêu, người yêu của các bạn sẽ hỏi là bạn yêu ai nhất. Hoặc là trong gia đình, con cái của các bạn, bố mẹ của các bạn sẽ hỏi là bạn yêu ai nhất, đúng không? Và nhiều khi đây là một cái vấn đề khiến mọi người rất là đau đầu trong cái việc là trả lời như thế nào để có thể khiến tất cả đều vui. Ví dụ một cái người này là mình yêu nhất thì họ vui rồi, nhưng cái người mà yêu thứ hai thì có phải là họ sẽ buồn không, đúng không? Vậy thì trả lời như thế nào để ai cũng vui, ai cũng hạnh phúc? Hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách để trả lời câu hỏi đó, cũng như cách một cái cách tư duy để khiến tất cả mọi người xung quanh bạn đều cảm thấy hạnh phúc, cũng như bản thân bạn cũng cảm thấy hạnh phúc luôn với cái câu trả lời của mình. Các bạn thân mến, ví dụ trong tình yêu, người yêu của các bạn sẽ hỏi rằng anh yêu em hơn, hay anh yêu mẹ anh hơn, hay anh yêu bố anh hơn, ví dụ như thế. Hoặc là con trai đôi khi cũng hỏi câu này, thì em anh quan trọng hơn hay gia đình quan trọng hơn, ví dụ như thế. Mình khuyến khích các bạn như thế này, câu hỏi như vậy thì đừng hỏi. Đấy, đừng hỏi. Bởi vì sao? Bởi vì hỏi câu đấy chứng tỏ rằng mình không thể thực sự biết rằng bản chất của cái sự yêu thương là như thế nào. Bởi vì tình yêu nam nữ nó là một phạm chủ yêu. Tình yêu của con cái với bố là một tình yêu. Tình yêu của con cái với mẹ nó là một phạm chủ, một tình yêu khác nhau. Mỗi một tình yêu nó lại có những cái đặc trưng riêng mà không thể nào có thể thay thế được, đúng không? Chúng ta không thể lấy cái tình yêu nam nữ để bù vào cái tình yêu của bố mẹ với con cái đâu, tình yêu gia đình được. Chúng ta phải, và chúng ta cần phải hiểu thêm một cái điều nữa trong tình yêu á, đấy chính là tình yêu thương ấy, càng cho đi thì nó sẽ càng đầy, chứ không phải là càng cho đi thì nó sẽ càng vơi. Không phải bạn yêu người yêu mình nhiều hơn thì bạn sẽ phải yêu bố mẹ mình ít đi, hay là mình yêu bố mẹ mình nhiều hơn thì mình sẽ phải yêu người yêu mình ít đi. Bởi vì tình yêu càng cho đi thì nó sẽ càng đầy. Hãy trả lời câu hỏi đấy như thế này: tình yêu nam nữ, tình yêu của em dành cho anh chẳng hạn, nó là một tình yêu nam nữ, tình yêu thiêng liêng của các cặp đôi với nhau. Nó hoàn toàn khác so với tình yêu của bố mẹ và con cái. Con cái dành cho bố mẹ, nó là một tình yêu. Và hãy nói rằng ai cũng là nhất trong lòng bạn hết. Bố mẹ cũng là nhất, cũng là yêu nhất. Con cái cũng là yêu nhất. Người chồng, người vợ cũng là người mà mình yêu nhất. Người yêu của mình cũng là người mà mình yêu nhất. Ai cũng là nhất hết, không ai là nhì hết. Các bạn ạ, đừng bao giờ nghĩ tình yêu nó giống như cái kiểu là đầy vơi, tức là mình cho người này nhiều thì người kia sẽ ít đi. Không, bạn cho người này nhiều, bạn vẫn có thể cho người này nhiều hơn nữa, nhiều hơn nữa và nhiều hơn nữa. Bản chất tình yêu nó là như thế. Cho nên đừng bao giờ phải so sánh rằng yêu ai nhiều hơn, mà hãy hiểu rằng ví dụ người yêu của các bạn, đừng hỏi người ta những cái câu như vậy. Và nếu như có bị hỏi những câu như vậy thì hãy nói rằng luôn luôn đối với tất cả những người mà bạn yêu thương, đấy là yêu nhất trong cái phạm chủ tình cảm đó. Đấy là khi các bạn bị hỏi. Còn nếu như về các bạn thì mình cũng không khuyến khích các bạn hỏi câu hỏi đó. Vì hãy biết như là tình yêu nam nữ nó là tình yêu nam nữ. Tình yêu của anh chị em nó là tình yêu của anh chị em. Tình yêu của bố mẹ dành cho con cái nó là tình yêu của bố mẹ dành cho con cái. Mỗi một cái tình yêu nó lại mang một cái đặc trưng khác nhau, và ai cũng là người mà các bạn yêu nhất cả. Đừng bao giờ xếp thứ tự rằng 1, 2, 3, yêu bố số 1 này, yêu mẹ số 2 này, người yêu là xếp số 3, là con cái xếp số 4. Đừng bao giờ xếp như thế. Xếp như thế thì rồi, thứ nhất là trong lòng bạn sẽ sản sinh ra một cái cảm giác là nó không có được vui. Cái thứ hai là đối phương nghe những cái câu đấy họ cũng sẽ không vui nữa. Khi các bạn xếp họ số 2, số 3, chẳng có lý do gì họ xếp bạn số nhất cả, đúng không? Thì thành ra là tình cảm sẽ bị rạn nứt. Nhưng thay vì đấy, mình luôn luôn biết rằng tình yêu thì chỉ cho đi thì nó càng đầy thôi, nó không bao giờ vơi được. Cho nên với mỗi một mối quan hệ trong cuộc sống của các bạn, hãy biết rằng đấy là người bạn yêu thương và luôn luôn là nhất. Nếu mẹ bạn hỏi bạn rằng con yêu ai nhất trên đời, hãy nói rằng con yêu mẹ nhất. Nếu bố bạn hỏi rằng con yêu ai nhất, hãy nói rằng con yêu bố nhất. Nếu người yêu của bạn hỏi rằng em yêu ai nhất, hãy nói rằng em yêu anh nhất. Nếu con của bạn hỏi rằng mẹ yêu ai nhất, hãy nói rằng mẹ yêu con nhất. Đấy. Bởi vì trên đời này chỉ có tình yêu, chứ không có xếp thứ tự cho tình yêu đó. Tất cả mọi người luôn luôn là số 1. Tình yêu càng cho thì càng đầy, càng yêu thì càng lớn. Chứ không có cái chuyện là cân đong đo đếm tình yêu để cao hay thấp, ít hay nhiều các bạn nhé.
Và đấy là cái thông điệp mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Một câu trả lời mà mình nghĩ rằng nó sẽ khiến các bạn hài lòng, cũng như sẽ khiến cho những người mà các bạn yêu thương cũng sẽ hài lòng. Bởi vì họ biết rằng vị trí của họ trong trái tim bạn là không thể thay thế, và họ luôn luôn là nhất trong trái tim của bạn. Bằng cái cách này, tình yêu trong bạn và tình yêu của họ dành cho các bạn sẽ càng ngày càng đầy hơn, càng ngày càng nhiều hơn cùng với năm tháng. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.